Sugo là con cháu của gia đình tài phiệt lớn nhất Nhật Bản ai cũng biết đến và ngày hôm nay cha cậu người đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng kinh tế đất nước đã qua đời. Để lại đó là khối tài sản khổng lồ cần có người thừa kế thay ông tiếp tục phát triển. Đúng lúc này thì một giọng nói ai đó vang lên gọi Sugo là anh trai để động viên cậu ấy khỏi sự mất mát này. Thanh niên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vì bản thân làm gì có em gái. Cả hai cách nhau một bức tường nên không thấy được nhau chỉ nghe được chất giọng đầm ấm từ cô bé. Nhỏ kia muốn sắp tới cả hai sẽ sống cùng nhau rồi kết hôn càng làm chàng trai nhà ta khó hiểu. Đúng lúc này thì một người làm việc trong nhà tới gọi báo mẹ cậu chủ đang chờ, cô gái kia cũng đã biến mất nên thanh niên đành gạt bỏ qua trò đùa này đến gặp mẹ. Có thể thấy gia đình họ rất mạnh mẽ không tỏ ra buồn bã trong ngày tang lễ như này vì vẫn còn gánh trên vai nhiều thứ. Bà muốn con trai mình hoàn thành di trúc trở thành người đứng đầu tập đoàn Mikaden này. Để trở thành người đứng đầu Sugo bắt buộc phải đáp ứng điều kiện tìm được bạn gái trước khi tốt nghiệp cao trung, Kết hôn sớm đem lại rất nhiều lợi ích có được sự bình tĩnh và uy tín để lãnh đạo tập đoàn lớn nhất đất nước. Chính vì thế mẹ đã sắp xếp cho cậu ấy theo học tại trường Miruin, nơi cực kỳ uy tín bố cậu theo học hồi trước đó để tìm bạn gái vì bà tin đó là nơi thích hợp nhất. Ngoài ra cũng phải sống tự lập ở ngoài thay vì ký túc xá vì nếu muốn có vợ thì phải có một căn nhà riêng tư để làm chuyện đó. Sugo cũng nghe theo lời mẹ đồng ý mọi thứ rồi bắt đầu đi tìm kiếm ngôi trường mới luôn. Trên đường đi cậu thấy một tiệm bánh Pháp hồi tưởng lại năm ngoái vào sinh nhật mình bố đã rủ đi mua bánh và hôm nay cũng chính là sinh nhật chàng trai trẻ tuy nhiên cả nhà bận quá nên đã quên mất đúng lúc này một cô gái chạy ra từ tiệm bánh không nhìn đường trong khi có một chiếc xe đang lao tới kết quả là tí nữa thôi thì được về với ông bà tổ tiên nên sugo cũng chạy tới hỏi thăm nhỏ thấy chàng trai này dễ thương quá cũng bớt đau quay ra cảm ơn rồi bắt chuyện nhận ra đồng phục cô ấy mặc của trường miru in thanh niên cũng hỏi đường tới đó rồi giới thiệu tên tuổi nhỏ cũng đã đoán được thân thế của cậu ấy rồi nhưng không nói rõ giới thiệu mình là con oe khiến sugo đau đầu một chút họ cùng nhau đi tới trường tiện thể mời Sugo ăn bánh luôn vì họ đã thành bạn. Tại đây Konoe cũng tỏ ra gần gũi cứ như họ đã quen từ bao giờ buông lời thả thính bảo đây là cuộc gặp gỡ định mệnh. Sau khi đến trường thì cũng được cô giáo nhỏ con tên Kotori dẫn về lớp vì thủ tục trước đó đã được mẹ cậu hoàn thành. Bất ngờ lớp cậu ấy vào học lại chính là lớp của Konoe khiến nhỏ rất vui. Cô gái ngồi bên cạnh Sugo thì khá ngại không dám nhìn thẳng mặt cậu bạn đẹp trai này. Được biết cô ấy là Miyabi thanh niên cũng ngỏ lời chào vì họ ngồi cạnh nhau việc không được đáp lời lại cũng khiến thanh niên này suy nghĩ không biết có làm người ta ghét không nữa. conoe thì không nghĩ vậy vì bình thường tính của nhỏ kia đã vậy rồi. ngoài ra cũng cảm ơn cậu ấy đã đi đổ rác cùng mình. nhờ sự kiện lúc sáng cùng câu nói gặp gỡ định mệnh họ đã thân thiết hơn trước. cô bạn vô tình thấy được vết sẹo dài trên trán sugo liền được biết là do tai nạn hồi nhỏ. kết quả của vụ đó là khiến ký ức trước đó của cậu ấy bay màu hết không nhớ bất cứ điều gì. conoe nghe xong thì càng cảm nắng trước thanh niên này tiếp cận vuốt ve như muốn được hôn vậy. Sugo thì giật mình lùi bước về sau thì bị ai đó ném lon nước vô đầu ngăn cản vụ việc này không đi xa hơn. Đó không ai khác chính là Miyabi đang trốn trên cây nói về vụ hôn hít ngay lần gặp đầu tiên của hai người kia. Con Oe cũng bị gọi đi nhường sân chơi lại cho nhỏ bạn tiếp chuyện cùng Sugo. Nhỏ này đã nghe hết câu chuyện rồi về việc cậu ấy sợ mình ghét nữa nhưng không có phải vậy đâu nha. Bà con kích đều về việc Sugo chuyển trường là để tán gái và tí nữa đã bắt được một con cá lớn rồi. Cậu ấy cũng giải thích cả hai mới là bạn thôi nhưng Miyabi muốn chứng minh bằng cách hôn mình thì mọi nghi ngờ sẽ được xóa tan nhưng đâu có dễ như vậy tối hôm đó sugo trở về nhà gần trường thì nhận được đồ là chiếc bánh kem từ tiệm bánh lúc sáng và một món đồ chơi cậu thích ngoài ra còn có một tấm ảnh cũ ghi lại hình ảnh cậu được một cô bé nào đó hôn má đúng lúc này có cuộc gọi tới từ người gửi chính là cô gái đã nhận là em của cậu sugo đón nhận bất ngờ này từ vui vẻ đã chuyển thành lo lắng không biết lời của nhỏ này có là thật không nữa theo lời giải thích từ nhỏ thì họ đã bị tách ra hồi bé và mình đang học cùng trường với anh trai nên thời gian tới họ sẽ gặp lại nhau thôi Chuyện này khiến Sugo bận tâm đến ngày hôm sau cho rằng nhỏ kia là em cùng cha khác mẹ. Lúc ra chơi thì cũng bắt gặp một nhỏ khả nghi đang theo dõi mình lập tức chạy theo đến tận sân thượng. Cậu ấy nhận ra ngay đây có thể là cô em giả tự xưng của mình. Tính ra nhỏ cũng xinh đáo để chứ còn lễ phép nữa dù anh trai đến quán cà phê mình làm. Giới thiệu qua một chút thì nhỏ là mây năm ba hơn Sugo nhà mình một tuổi thế sao lại nhận là em gái nhỉ? Nhỏ mới giải thích quán cà phê mình làm là cà phê em gái chuyên gọi khách là anh trai hoặc chị gái cho dễ thương hỏi về lý do theo dõi mình thì mây giải thích mình là thương gia hạng trung muốn tìm hiểu thêm về hoạt động của thương gia cao cấp như sugo chuyện này khá lằng nhằng nên một sớm một chiều không thể giải thích được thế là ngày hôm sau cậu ấy cũng đi theo chỉ dẫn đến quán cà phê kia để hỏi chuyện cho rõ đúng lúc này một sát thủ đã áp sát thanh niên yêu cầu ra chỗ khác tâm sự nhỏ này có mật danh là ít người của hiệp hội serio tổ chức bí mật được liên kết với tập đoàn mikadono nhà cậu họ đã nắm bắt được chuyện sugo đang làm là điều tra về cha mình thực sự có con rơi ở ngoài hay không phu nhân tức mẹ của cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện này vì một tỷ phú giàu bậc nhất đất nước có thêm vài nhân tình vài đứa con cũng là điều bình thường cần phải làm cậu ấy cũng kể về lời nói của nhỏ tự xưng em gái kia muốn kết hôn với mình nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ là một vụ scandal khủng bố nhất đối với tập đoàn sugo không muốn gia đình và gia tộc của mình bị ảnh hưởng về chuyện rắc rối này nên muốn tìm cho gia nhỏ kia ích hỏi về việc từ lúc nhập học đã có bao nhiêu cô gái tiếp cận cậu chủ rồi thì biết là ba người Tạm thời vụ này sẽ được họ điều tra thêm nên ngày hôm sau cậu ấy vẫn đi học như thường. Gặp con Oe thì biết sắp có dạ hội và bản thân muốn được mời cậu ấy là bạn nhảy. Thanh niên thì không ngại đồng ý thì Miyabi can thiệp như lời cảnh báo về điều đó. Đến giờ học Sugo bất ngờ là X cũng đã nhập học chung với mình để hỗ trợ điều tra. Còn lấy thân phận là nam sinh có tên là Ikusu khiến trái tim của mấy bạn nữ rung động vì khứa này đẹp trai quá. Ngoài giờ hai người họ tiếp tục trao đổi về vấn đề này để Ikusu âm thầm điều tra cô em gái xảo quyệt kia. Họ sẽ lấy DNA từ những đối tượng tình nghi để xác thực thông qua nước bọt. Chuyện này khá khó khăn vì nếu là người muốn che giấu thân phận thì lấy kiểu gì, Ikusu thì lại nghĩ theo cách khác để không lộ việc lấy nước bọt dễ hơn họ sẽ tiêm cho đối tượng một liều thuốc chẳng hạn. Tạm thời chuyện này phải gác lại vì những cô gái trong trường đang kéo đến xem hai trai đẹp nói chuyện. Đi học về họ cũng đến nhà riêng của Sugo để bàn thêm khiến cậu khó hiểu khi để mọi người thấy cảnh hai thằng được khoác tay nhau về. Ikusu thì muốn đi tắm cảnh báo cậu chủ đừng có nhìn nhưng kết quả là vẫn bị lộ hàng chuyển cảnh đến ngày hôm sau khi dạ hội diễn ra Sugo đã ăn mặc thật đẹp để làm bạn nhảy với Konoe. Cô ấy cũng thật đẹp trong bộ váy này khiến Sugo có chút bất ngờ, vào bên trong họ được hội trưởng hội học sinh Mana chào mừng. Mỗi tội là bà này hơi quá đà khi định biến dạ hội thành quán bar để quẩy lập tức bị hội phó Rinka ngăn chặn. Mọi người trong trường thì đều xuất thân từ con nhà có giáo dục từ nhỏ nên ai cũng biết nhảy cả. Sugo cũng bắt đầu đưa Konoe vào điệu nhảy của mình khiến cô nàng say mê. Tất cả đều tán dương cho màn trình diễn xuất sắc đến bất ngờ của họ. Lượt tiếp theo là của Rinka khi cô em năm nhất này cũng muốn thử sức xem có hợp không, cặp này còn chuyên nghiệp hơn trước làm mọi người đứng ngồi không yên. Với Rinka cũng rất bất ngờ khi giỏi nhảy như mình vẫn không chiếm được quyền chủ động trước Sugo. Hội trưởng thấy cậu ấy ngầu như này cũng nhảy tới ôm, ra đến ngoài cũng thấy Miyabi đang ngồi một mình với tâm trạng không vui. Cậu ấy cũng bắt chuyện ngỏ lời muốn mời cô bạn nhảy cùng, mùng thì từ chối cậu ấy nhưng cơ thể lại không cưỡng lại được sau khi nghe mấy lời nhẹ nhàng từ thanh niên này. Biết Miyabi nhảy kém sợ mọi người chê cười Sugo chủ động mời nhảy luôn tại đây. Được một lúc cô ấy cũng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu còn Sugo bị cuốn vào vòng lao lý khi đã vô tình thấy được buổi của nhỏ bạn. Cô ấy bị như này cũng ngại ngùng ôm lấy Sugo để tránh lộ hàng trước người khác. Muốn giúp buộc lại thì bị từ chối vì sợ sẽ bị nhìn thêm phát nữa cũng may Konoe đi tới nên đã giúp đỡ. Trở lại nhà Sugo lại nhận được cuộc gọi từ nhỏ em gái tự xưng kia còn nói về buổi dạ tiệc hôm nay rất vui điều này đã chứng minh cô ấy đang ở gần mình hoặc cũng có thể là những cô gái đã nhảy cùng cậu ấy luôn hỏi mục đích của cô em này thì biết là muốn cưới anh trai đúng là hết thuốc chữa sáng hôm sau tỉnh lại thì đã thấy ikusu đột nhập vào nhà mình rồi còn không ngại đề nghị nếu cậu ấy thích thì có thể tiến tới với mình rồi kết hôn như vậy cô em gái kia sẽ không thể tiếp cận được nữa mà phải lộ diện nhỏ ngây thơ này thì chưa hề biết gì về việc phải làm như nào mới cho ra được con cái cũng được sugo thông não sau khi hiểu hơn nhỏ bắt đầu tấn công đè thanh niên xuống đúng lúc hai cô bạn tới rủ đi học Thấy cảnh hai người đàn ông đè lên nhau nói về việc sản xuất con cái Miabi với con OE rất sốc khi Sugo là đồng tính. Lại một cuộc gọi nữa từ cô em gái bí ẩn vào buổi tối hôm đó hỏi thăm anh trai đang làm gì. Cậu ấy muốn biết thêm nhiều thứ hơn về nhỏ này thì được gợi ý nếu nói 10 lần yêu em thì sẽ tiết lộ. Sugo thì dễ tin người cũng cố dặn ra 10 lần anh yêu em trong ngại ngùng khiến nhỏ kia rất vui, thế nhưng chỉ đáp lại là lời chúc ngủ ngon cho anh trai rồi cúp máy. Sáng hôm sau tỉnh lại thì hai cô gái cũng đã có mặt chờ sẵn để dạy cho cậu ấy đi đúng hướng. Thay vì yêu một người đàn ông như Ikusu thì hãy yêu tâm hồn to đẹp của bọn tớ đây này. Họ cũng đã nghe thấy tiếng gọi em gái trong lúc Sugo đang ngủ nghĩ rằng cậu ấy muốn có một cô em gái. Chính vì vậy cả hai cũng gọi thanh niên là anh trai muốn đi cà phê em gái của mây để giải tỏa. Họ cứ thế thao túng tâm lý của Sugo rồi buông lời tán tỉnh như một cô em gái thực thụ. Kết quả là làm cho Sugo ngại quá tống cổ hết ra ngoài. Thế nhưng chuyện này chưa có dừng lại ngay cả khi đến trường hai cô nàng vẫn cố chấp vào vai em gái cho bằng được vào giờ ăn họ đã chuẩn bị những món tẩm bổ như ba ba nướng tỏi đi kèm đó là các loại gia vị tẩm bổ dành cho đàn ông không dừng lại ở đó họ còn xin tắm nhờ để gia tăng công hiệu của thuốc bằng những lời nói ma mị của mình khi chơi đùa nhau trong nhà tắm cứ như vậy họ còn chấp nhận ngủ cùng chơi ba cũng được miễn sao sugo lấy lại được phẩm chất của người đàn ông con ba ba lúc sáng họ làm đến giờ cũng có tác dụng khiến sugo lo lắng nhớ may một trong hai nhỏ thực sự là em gái bị mình chén xong thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa Kết quả là nguyên đêm hôm đó cậu ấy không ngủ được cố gắng kiềm chế dục vọng, thế nhưng đến hôm sau hai cô nàng kia vẫn chưa chịu buông tha tìm cách bắt anh yêu lại. Sugo chạy đến phòng hội học sinh thì được hai người trong hội tiếp đón nghe câu chuyện ông anh này đang gặp phải. Rinka cũng khuyên đàn anh nên làm rõ mối quan hệ hoặc từ chối họ đi, nhưng đâu có đơn giản như vậy vì chuyện này liên quan đến cô em gái bí ẩn kia mà. Mana cũng cho vài lời khuyên cho biết nếu một người mình muốn gần gũi lại tìm cách rời bỏ mình thì cảm giác của người đó sẽ rất buồn. Nhỏ đang nói thay tiếng lòng của hai cô nàng kia khiến Sugo hiểu ra, thế là cũng phải trở lại nói chuyện đàng hoàng với họ. Đầu tiên là Miyabi khi nhỏ đã trầm hơn hẳn vì nghĩ cậu ấy không thích mình, thấy vậy thanh niên cũng đi cùng cô bạn để mua đồ bơi rồi lại chạy về dưới cơn mưa. Đúng lúc có cái xe chạy ngang qua làm nước bắn hết vào họ nhưng Sugo đã che cho Miyabi một phần khiến nhỏ cảm động. Được ôm như này cũng sướng nên cô ấy đã đưa người mình yêu về nhà tắm nước nóng trước cho đỡ bị cảm. Tại đây Sugo nhận ra một món đồ có từ hồi cậu ấy còn bé. Hiện tại đã ngừng sản xuất nghĩ rằng Miyabi chính là cô em gái bí ẩn, đúng lúc này thì nhỏ mặc đồ bơi mới mua vào khoe thì được hỏi về người mà mình muốn cưới. Câu hỏi này đối với cô ấy rất ngại ngùng nhưng vẫn đáp lại người mình muốn cưới chính là Sugo. Không biết là họ có đang hiểu lầm gì đó hay không khi chàng trai này tin chắc đây là cô em gái bí ẩn, còn từ chối nữa nói họ là hai anh em khiến Miyabi rất buồn. Sáng ngày hôm sau đang nằm suy nghĩ về chuyện hôm qua thì Ikusu gọi tới, nhỏ cũng dùng chất giọng khác khiến cậu ấy ngạc nhiên hỏi ra mới biết bà đang dùng máy chuyển giọng. Đang tính bảo mình đã tìm ra chân tướng của cô em kia rồi thì Ikusu lại cúp máy. Từ ngày hôm đó trở đi thì Miyabi đã không còn dám đối diện với Sugo nữa thường xuyên tránh mặt. Con Oe cũng hỏi cậu ấy xem có chuyện gì nhưng chàng trai của chúng ta không nói. Kết quả đến giờ ra chơi cô ấy phải gặp riêng để nói về việc cậu ấy cùng Miyabi đã gặp chuyện gì rồi. Nhỏ rất buồn khi thấy cô bạn đã trầm đi rất nhiều. Vốn dĩ đã không có bạn chơi chung từ khi gặp được Sugo biểu cảm cũng được cải thiện vui vẻ hơn vậy mà bây giờ lại quay lại thời kỳ trước. Nghe vậy Sugo cũng quyết định nói ra sự thật muốn Konoe giữ bí mật giúp. Nhỏ rất bất ngờ khi biết Miyabi chính là em gái cùng cha khác mẹ của Sugo, lát sau cậu ấy lại nhận được cuộc gọi từ em gái nói lời tạm biệt. Cùng thời điểm đó Ikusu cũng đã tìm ra thông tin về máy chuyển đổi giọng nói từ cô em gái bí ẩn là một chiếc điện thoại cao cấp, báo cho cậu chủ biết về điều này cũng như những thứ liên quan đến chiếc điện thoại phiền toái đó. Hình ảnh về cái điện thoại đó cũng được gửi qua khiến cậu bất ngờ vì nó là điện thoại của Konoe mà. Vậy ra cô ấy mới là người em gái bí ẩn chứ không phải Miabi như cậu ấy nghĩ, lập tức chạy đi tìm thì gặp Rinka với Mana liền nhờ họ đi tìm Konoe giúp mình. Tiếp đó là Mây cùng Miabi nên cũng yêu cầu họ đi tìm giúp mình vì đây là chuyện gấp, bản thân Miabi vẫn muốn tránh nhưng đây là sự việc nghiêm trọng thông qua ánh mắt của Sugo nên đã đồng ý. Đến chiều thì cũng đã tìm được tại công viên lần trước họ ngồi ăn bánh vì trước đó trong cuộc gọi có tiếng nhạc. Biết mọi chuyện đã bại lộ cô ấy cũng bật khóc lấy điện thoại ra gọi cho Sugo để xin lỗi thân là em gái mà lại đi chơi đùa tình cảm của anh trai mình như vậy. Cả hai sau khi bình tĩnh cũng ngồi lại tâm sự về chuyện hồi bé cùng tấm ảnh cũ kia. Thật sự thì họ vẫn không phải anh em ruột gì hết mà là người quen cũ hồi nhỏ thì đúng hơn. Trước đó bố con Noe cùng bố của Sugo là bạn thân cùng ảnh. Họ thường xuyên được bố cô ấy đưa đi chơi cùng nhau. Đến một ngày kia họ đi chơi về cô ấy vô tình đã chạy ra đường đẩy bản thân vào nguy hiểm. Thấy người bạn như vậy Sugo đã lao ra đẩy nhỏ ra để bản thân hứng chịu pha tông xe đó may mà không chết sau sự kiện đó hai gia đình cũng không qua lại nữa trước khi mất đi hết trí nhớ cậu ấy cũng nói sẽ bảo vệ con noe như là nhân vật anh hùng họ thích và người anh hùng đó thì có một cô em gái nên cô ấy mới đóng giả vụ em gái này chứ không có phải ruột thịt với cậu ấy nhỏ đã rất bất ngờ khi ngày cậu ấy chuyển đến chính là ngày sinh nhật vô tình bản thân lại xem được hồ sơ của cậu ấy nên biết được địa chỉ nhà số điện thoại và tặng quà là bánh cùng món đồ chơi họ rất thích về phần giả giọng thì đó là giọng của em gái trong bộ anh hùng kia để giúp Sugo nhớ lại khoảng thời gian trước đó họ thân với nhau như nào, hơn nữa cái điện thoại đỉnh cao này được bố nhỏ tạo ra nhưng đã ngừng sản xuất nên muốn giữ nó làm kỷ niệm. Tóm cái váy lại thì đây là một trò đùa của nhỏ nhưng đã gây ra rắc rối nên sáng nay mới nói lời tạm biệt, cũng như chấm dứt trò đùa này lại vì mình Miyabi đã bị hiểu lầm. Sugo thì không trách vì hiểu lầm là do cậu ấy nên Konoe không cần suy nghĩ gì thêm mình sẽ giải quyết. Bản thân nhỏ cũng rất yêu chàng trai này nữa từ cái hồi nhỏ luôn rồi nên không có lỗi. Đúng lúc Miyabi chạy tới thấy họ ngồi trò chuyện cũng tức vì bắt đi tìm nguyên ngày trời tìm được cũng không báo lại một tiếng, lại ngồi đây tình tứ với nhau rồi cả ba sau đó cũng ngồi lại để giải thích về sự kiện lần này. Miyabi được giải tỏa tâm lý nói từ giờ mình có thể kết hôn với Sugo được rồi vì họ cũng là bạn thanh mai trúc mã từ bé mà. Nghe vậy hai người kia cũng sốc vì không nghĩ cô ấy cũng là một người bạn của Sugo, hồi đó họ thường xuyên gặp nhau tại bệnh viện vì cô ấy có người bố bị bệnh nặng. Họ chơi cùng nhau hứa khi lớn sẽ cưới cô ấy vậy mà đã quên rồi. Đây là hậu quả của vụ tông xe năm đó khiến Sugo suy giảm trí nhớ. Đến khi Miyabi gặp lại được người bạn hồi bé tại trường đã rất bất ngờ dần dần cũng thành yêu. Nhớ lại lúc đó sau khi bố mình khỏi bệnh họ đã bị chia cắt khiến nhỏ khóc mỗi ngày khi rất nhớ cậu ấy. Câu chuyện này cũng rất chất lượng nhưng Konoe không thể nhiều người mình yêu cho cô bạn được trực tiếp tuyên chiến. Thế nhưng vụ em gái chưa hoàn toàn kết thúc khi đám tang hôm đó người nhận là em gái cậu ấy không phải Konoe, càng không phải Miyabi vì gia đình nhỏ không thân đến mức tham dự đám tang đó. Vậy nên chặng đường sắp tới Sugo vẫn phải tìm ra chân tướng về vụ việc này, sáng hôm sau thức dậy cậu ấy liên tục bị kích thích bởi hai người muốn trở thành vợ mình. Vài ngày sau đang yên ổn được tí thì nhận được cuộc gọi từ số lạ và đây mới chính là cô em gái thực sự của cậu ấy. Nhỏ cũng nhận là người đã đến đám tang hôm đó và cũng tiết lộ bản thân cũng đang học tại trường. Nhỏ lo sợ người anh hàng đêm giải quyết dục vọng nên khuyên giữ gìn sức khỏe đến khi họ kết hôn còn dùng chứ. Nghe vậy Sugo cũng từ chối nhưng đâu thể làm được gì đành chấp nhận số phận nghĩ cách tìm ra sự thật. Hôm nay Konoe cũng đã chờ ở cửa để cùng đi học. Thấy người mình yêu chưa có tỉnh ngủ cũng hôn nhẹ vô má khiến Sugo ngại chín mặt. Nụ hôn này cũng khiến cậu ấy suy nghĩ mãi vì nếu thực sự cưới cô ấy sau này cũng không lo chết đói. Thân hình thì nóng bỏng lời nói nhẹ nhàng dễ thương lấy về đúng chuẩn vợ hiền luôn. Ikusu sau khi biết vụ điều tra lại đi vào ngõ cụt cũng bế tắc, Sugo thì nhận ra cô em kia vẫn là đang dùng một chiếc điện thoại bản giới hạn như của Konoe, nên muốn tìm danh sách những người có được cái điện thoại đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Những cô gái cậu ấy quen sau sự kiện tìm kiếm hôm trước đã được giải thích hết mọi chuyện nên khả năng cao một trong ba người còn lại là em gái thật sự. Đúng lúc này có một cô em khác tới gọi đến câu lạc bộ viết báo. Hội trưởng ở đây là Aria, một người kỳ quái rất quan tâm đến Sugo vì thời gian gần đây cậu ấy là tâm điểm của sự chú ý và họ lại là người viết báo cho trường nên muốn viết vài bài về cậu ấy. Những ngày tiếp theo Sugo luôn trong tình trạng bị cô em gái bí ẩn đánh thức từ sớm khiến thanh niên phát bực. Đến hôm nay Miyabi cũng tới tìm vì lo cho người mình yêu dạo gần đây toàn mất ngủ. Chắc lại giải quyết nhu cầu chứ gì nếu muốn thì cô ấy có thể giúp đỡ. Đi đến trường Sugo tính vào phòng y tế ngủ một giấc thì gặp đàn chị Mây. Nhỏ biết một nơi có thể ngủ thoải mái mình hay ngủ nên gạ đi cùng với điều kiện sau đó cậu ấy phải đến quán cà phê của mình. Giao kèo được thành lập họ đến phòng dụng cụ biết Mây thường xuyên đến đây nghiên cứu. Tất nhiên cô ấy cũng sẽ ngủ cùng rồi nhưng như này có vẻ hơi lạ. Thôi thì cũng nằm xuống tạm chứ mệt lắm rồi thế nhưng vẫn là không ngủ được. Đơn giản Mây nằm ngay bên cạnh còn rất vô tư hồn nhiên như ở nhà nữa. Ngày hôm sau là chủ nhật cậu ấy được Miyabi rủ đến phòng tập bơi để chờ. Sau khi luyện tập xong nhỏ cũng dẫn người mình yêu đi chơi tiện thể hoàn thành giao kèo hôm trước luôn với mày. Ngay khi bước vào quán họ được một cô gái gọi là anh chị vô cùng thân mật luôn. Đúng là cà phê em gái có khác nhưng Sugo lại không phải con nên không hiểu được cảm giác hạnh phúc này. Tóc đỏ là Kurumi tuy nhỏ tuổi nhưng phát triển khá sớm nên khá hư hỏng, gọi món thì tên của nó hơi lạ vị cũng rất lạ nữa không biết nhỏ này cho bao nhiêu muối vào đây rồi. Mây bây giờ mới xuất hiện hỏi đàn em đã phê chưa thì biết chưa phê vì có phải Six con đâu mà. Thứ hai tiếp tục đi học bằng việc mất ngủ Sugo lại đến căn cứ bí mật để đánh một giấc thì thấy Mây trong bộ dạng hầu gái. Muốn biết thêm về cô ấy sao đã là chủ của một cửa hàng rồi thì biết. Nhỏ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi từ năm 2 tuổi và cái tên hiện tại cũng được người ở trại trẻ đặt cho nữa. May mắn là từ bé Mây đã là thiên tài toán học giải được cả toán của đại học nên đã được một giáo sư nhận nuôi để phát triển tiềm năng. Thật ra đàn chị cũng là một người phi thường đã trải qua nhiều chuyện nên tính tình có hơi chập một chút. Bố nuôi thì đi dạy ở trường đại học Massachusetts. Mẹ nuôi thì là chủ quán cà phê hiện tại nhưng đã qua đời do bệnh. Từ đấy mây đã không còn được phụ mẹ bán cà phê nữa phải theo cha đến nơi xa học tập. Hai năm sau theo sự chỉ dẫn từ cha cô ấy đã kiếm được một khoản tiền từ việc viết bài dùng nó để mua lại quán cà phê của mẹ để xây lại từ đầu. Vì đó là nơi có nhiều kỷ niệm giữa hai mẹ con nhất muốn nó thật phát triển làm mẹ ở dưới suối vàng được vui hỏi về bài viết thì nhỏ lại ngại ngùng vô tình làm đổ chồng sách để lộ ra cái điện thoại giống với con Noe. Từ đây Sugo lại chuyển qua nghi ngờ cô ấy chính là người em gái kia nhưng hơi vô lý. Đem chuyện này cho Ikusu biết để âm thầm điều tra về cô ấy vì có thể tuổi tác của cô ấy bị sai lệch. Vì là một đứa trẻ bị bỏ rơi nếu phán đoán tuổi qua ngoại hình thì rất có thể sai đi 1 đến 2 tuổi tùy từng cá thể. Đúng lúc này cô em trong câu lạc bộ viết báo hôm trước lại tới tìm. Muốn hỏi về chuyện mây chuẩn bị đóng quán cà phê em gái để về Mỹ vì nghĩ Sugo thân với đàn chị. Việc này đang trở nên quan trọng hơn buộc họ phải tìm ra được câu trả lời trước khi người ta rời đi. Ngay lập tức cậu ấy đến gặp đàn chị hỏi về việc này khiến nhỏ ngạc nhiên khi chàng trai này lại hỏi về quán cà phê thay vì điện thoại. Nhỏ giải thích trước đó đã hứa với bố sẽ theo con đường học rồi nên phải về Mỹ học như ước nguyện, như vậy tạm thời quán sẽ đóng cửa vì kinh doanh cũng không được thuận lợi. Cậu ấy nghe vậy cũng muốn giúp quán cà phê một chút khiến nhỏ ngạc nhiên. Ngày hôm sau Miyabi thấy chồng tương lai vẽ gì đó hỏi thì cậu không giải thích mang nó đến câu lạc bộ truyện tranh. Người vẽ giỏi nhất trường là Tanaka nên Sugo muốn nhờ cậu ấy vẽ hộ để làm quảng cáo. Hơn nữa cũng đến gặp Aria để nhờ viết bài giúp khiến nhỏ phấn khích. Dù Sugo có mang dòng máu của hoàng đế nhưng vẫn có lúc cần sự giúp đỡ từ người khác như mình đúng là vui đáo để. Tan học mới cho Miyabi biết về việc đang làm tờ rơi thu hút khách hàng cho quán cà phê em gái. Để thêm phần kịch tính cũng phải nhờ con Oe dùng cơ thể nóng bỏng đóng vai em gái nữa. Tạm thời Miyabi sẽ không tham gia được vì sắp có cuộc thi bơi. Sugo cũng chúc nàng luyện tập tốt đến lúc đó sẽ giành được giải. Rinka thì có biệt tài nấu ăn rất ngon thích hợp cho công việc nấu nướng cho quán nên đã được mời. Mana thì có cái mồm háo ăn nhờ việc nhìn nhỏ ăn ngon có thể thu hút khách nên cũng tham gia luôn. Cứ như vậy trong vài ngày nhóm họ chuẩn bị được rất nhiều thứ rồi đem tờ rơi đi quảng bá cho học sinh trong trường. Trai đẹp đứng phát tờ rơi thì cũng thu hút được khá nhiều đàn em đến bắt chuyện gọi cậu là anh trai, trong đó có cả Kurumi làm ở quán cà phê lần trước nấu ăn dở tệ nữa. Thế là tan học quán cà phê đã thu hút được đông khách hơn với phong cách phục vụ đặc biệt họ cũng làm mọi người hài lòng. Miyabi cũng đến xem thế nào thấy hội trưởng với hội phó gọi mình là chị gái cũng phì cười. Nhận thấy cánh đàn ông cũng rất thu hút phái nữ, Mây đã cho Sugo cùng Ikusu làm phục vụ đi chụp ảnh cùng mấy em, được vài ngày như vậy số lượng khách không hề suy giảm làm Mây rất ngạc nhiên. Doanh số bán hàng đang ngày một tăng nên cứ thế này quán cà phê em gái sẽ được hoạt động tiếp. Tại đây Mây ngỏ lời muốn kết hôn với Sugo vì mang dòng máu hoàng đế, một tay cậu đã hồi phục được quán trước bờ phá sản vậy nên nhỏ muốn sinh con giống từ cậu ấy đang chuẩn bị vào cầu thì Sugo lại được Ikusu cứu nguy bằng một cuộc điện thoại lập tức ra ngoài. Sau khi điều tra về mây cô ấy đã có được thông tin rằng mây chính là người viết bài quảng bá cho sản phẩm điện thoại chuyển giọng kia. Hiển nhiên cô ấy phải có một cái tương tự cũng đúng thôi. Ngày hôm sau cậu ấy thức dậy đúng 6 giờ mà không cần báo thức vì đã bị cô em gái bí ẩn gọi làm phiền liên tục suốt mà lại. Nhìn về hướng trường học đặc biệt là phòng dụng cụ họ hay ngủ. Thanh niên này nhận ra có thể mây là em gái bí ẩn của mình vì đứng ở phía đó cô ấy có thể nhìn qua bên này biết được mình ngủ dậy đi học lúc mấy giờ nhưng vẫn còn nhiều thứ khác không đúng lắm lát sau đến gặp mây để hỏi về việc có phải cô ấy là cô em gái đánh thức mình dậy mỗi ngày đúng chứ nhỏ cũng thừa nhận về việc làm đó của mình rồi được hỏi về ngày tăng lễ hôm đó trời như nào mây thì trả lời là trời xanh nhưng lại u ám thì bị vạch mặt không phải vậy trời hôm đó có tuyết rơi nhẹ và mây không phải cô em gái thực sự họ tìm mọi thứ đều được đàn chị giàn dựng một cách thông minh vì là thiên tài mà lại đầu tiên là phá giấc ngủ của cậu ấy bằng cách gọi điện mỗi sáng sau đó là dẫn dụ đến căn cứ bí mật nơi để cái điện thoại kia hỏng khiến Sugo nghi ngờ. Điều không ngờ tới là chàng trai này quá tốt bụng không quan tâm đến chuyện đó ngay mà quay sang hồi phục quán cà phê trước. Tất cả hành động ở trên đều nhắm vào mục đích giúp Sugo quên đi lỗi lo về người em gái bí ẩn cậu đang tìm kiếm. Cậu ấy cũng đã đoán ra được việc cô ấy muốn thu hút sự chú ý của mình khỏi cô em gái thực sự kia. Điều này chứng tỏ mây với cô em gái đó có quen nhau. Biết vậy cổ cũng kể lại họ gặp được nhau từ hồi nhỏ kia và được mẹ cô ấy khen như hai giọt nước hợp nhau đến vậy nên mây không thể bán đứng người bạn đó được từ chối chia sẻ thông tin cho sugo biết chuyện này cũng là để bảo vệ cả hai vì nhỏ kia là con ngoài dã thú không thể hiện diện trong gia tộc mikadono chính thống được sự xuất hiện đó chỉ mang tới nhiều phiền phức hơn cho cả hai mà thôi nên mây dẫn dụ sugo nghĩ mình chính là em gái cậu ấy đang tìm cũng hợp lý vì sắp tới cô ấy sẽ về mỹ như vậy dần dần sugo sẽ quên đi vụ này thanh niên thì nhất quyết muốn tìm ra chân tướng rồi bảo vệ đứa em kia và không thể phủ nhận mình có một cô em gái sự quyết tâm này đã làm mây lay động nhưng hiện tại cậu ấy vẫn chưa đủ sức để làm người bảo vệ nên khi chứng tỏ được bản thân cô ấy sẽ tiết lộ mọi thứ mình biết vậy là câu chuyện về cô em gái bí ẩn vẫn sẽ được tiếp tục những ngày tiếp theo cậu ấy không còn lo lắng về cô em gái bí ẩn như trước nữa dành thời gian cho hai cô vợ con noe vẫn xinh đẹp dịu dàng như mọi khi Miyabi thì mạnh mẽ cá tính có nét đẹp riêng mặc dù bưởi không to bằng ngày nào cũng vậy ba người họ đi đâu làm gì cũng quấn lấy nhau Ngoài ra còn có nhỏ Ikusu nữa thường xuyên qua đây tắm mà chẳng quan tâm đến phẩm giá của mình. Như kiểu có thể để Sugo sôi bất cứ lúc nào cũng được vậy. Nói về vụ hai người bạn gái thì được khuyên cứ đóng gạch với họ đi xem ai có thai trước sẽ cưới nhỏ về làm vợ chính thức cho gia tộc. Cậu ấy thì chưa thể làm vậy vì vẫn còn em gái muốn lấy mình kia kìa, phải đến khi giải quyết xong mọi thứ mới dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Ngoài ra Ikusu vẫn đang nghi ngờ hai cô bạn gái đó vẫn còn khả năng là em gái thực sự yêu cầu cậu chủ lấy mẫu nước bọt Chuyện người thuộc gia tộc Mikadono xét nghiệm DNA cũng sẽ gây ra nhiều tin đồn nên thanh niên đã gọi cho trợ lý đỉnh cao là chị Seri nhờ giúp. Rất nhanh các dụng cụ cần thiết đã được gửi tới nên Sugo cũng nói thẳng với hai cô vợ về việc lấy mẫu xét nghiệm này. Họ tất nhiên là đồng ý lấy dịch mỗi tội con Oe còn tưởng là lấy dịch ở phần dưới khiến hai người còn lại bó tay. Miyabi sau khi thấy vụ này không thỏa đáng lại lật lọng từ chối sợ cậu ấy làm gì đó với DNA của mình, hết cách phải đuổi theo để xin bằng được thì bị gọi là biến thái trước mặt nhiều người rinka thấy vậy cũng đến nhắc nhỏ vì đàn anh có dòng máu của nhà lãnh đạo đừng làm bẽ mặt như thế ngoài ra thì hôm nay lớp của họ cũng chào đón các bậc phụ huynh toàn là người quan trọng đến xem con cái học hành hội trưởng sau đó cũng đến gọi sugo đến gặp bọn họ làm quen người đòi gặp mặt là chủ của một tập đoàn lớn khác hỏi về việc sugo là người thừa kế chính thống hay gì cậu ấy thì giải thích hiện tại mình vẫn chưa đứng ra điều hành đúng lúc này cô em gái bí ẩn của cậu đã cho phát loa trong phòng nói về việc anh trai đang tìm kiếm mình nên dừng lại ở đây thôi nếu không sẽ nhận hậu quả và mình sẽ tiết lộ hết các bí mật việc nói công khai trước nhiều tập đoàn lớn như này cũng là lời đe dọa ngoài ra thì cũng khuyên anh trai hãy có cái nhìn đứng đắn lên và phải cẩn thận với những kẻ xung quanh mình ám chỉ những người ngồi đây chăng sau vụ này ikusu không hiểu sao nhỏ kia lại làm vậy thay vì gọi điện cho cậu chủ sugo cũng cho biết về chiếc điện thoại của mây đã vô tình vứt đi hôm trước đến khi nhận ra đi tìm lại thì nó đã bị ai đó lấy mất và người đó đứng sau vụ em gái lần này theo ikusu thì rất ít người biết chức năng về cái điện thoại kia cũng như người có thể trực tiếp đến phòng phát thanh để thông báo là rất ít. Hội học sinh là mục tiêu cần điều tra nên cũng đến tìm, họ chưa biết người đã vào phòng phát thanh là ai nhưng sau vụ tự tung tự tác này trường họ đã bị các phụ huynh phản ánh. Rinka đề nghị mời Sugo vào ban chấp hành vì sau vụ đó sẽ có nhiều cô em gái giả mạo khác đến quấy phá. Nếu cậu ấy được ban cán bộ nhà trường bảo vệ thì sẽ an tâm hơn nên thanh niên cũng tạm đồng ý. Sau vụ này Ikusu cũng đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho Miyabi và Konoe khi đã ở cùng nhau mây với kurumi thì cũng đang tập luyện cho quán cà phê và hội trưởng thì đứng ngay bên cạnh sugo nên cũng không phải người cần tìm đáng nghi nhất chính là rinka khi thân là hội phó có thể tự do hành động lúc đó ngay lập tức rinka cũng đã có mặt nhưng từ phòng họp đến phòng phát thanh để chạy đến ngay là hoàn toàn có thể từ hôm đó trở đi sugo luôn theo sát rinka làm nhiệm vụ trong ban kỷ luật việc này cũng khiến mấy cô em thích cậu càng phấn khích muốn làm sai việc gì đó để được thanh niên nhắc nhở đến bản thân người trong cuộc như sugo còn mắc lỗi thì không biết nhắc nhở người khác kiểu gì đây để chấn chỉnh lại tác phong cho chuẩn mực Rinka liên tục nhắc nhở đến hôm nay cũng có chuyện xảy ra. Miyabi hôm nay tự dưng lại mặc váy ngắn để được chồng tương lai đo váy xem có vi phạm hay không. Thấy vậy Konoe cũng muốn được đo kéo váy lên cho thanh niên nhìn khiến Rinka bó tay với họ. Sugo sau đó bị lôi đi nhắc nhở về tác phong khiến cậu bực mình. Ngày hôm sau để điều tra thêm Ikusu đã đưa cậu chủ đến khu vui chơi với Mana cùng Rinka để quan sát. Thường thì cô em này không được đi chơi nhiều vì thuộc gia đình chuyên về gia giáo bốn người họ cùng nhau chơi mấy trò mạo hiểm nhưng Rinka rất mạnh mẽ không có sợ, đến ngôi nhà ma thì cũng tỏ ra như mình không sợ thì bị Ikusu dọa cho cái phải tiến gần Sugo để nương tựa. Lát sau còn tách ra hai bên để cậu chủ với Rinka có thể đi riêng với nhau để thăm dò. Cả hai chơi trò tiêu diệt thây ma trong vui vẻ thì lại gặp sự cố mất điện tối thui, Sugo vô tình đã bóp hai quả bưởi của đàn em khiến Rinka phẫn nộ cho ăn một cái tát. Tiếp tục các trò chơi khác thì nhỏ đã vui vẻ hơn hẳn hòa mình vào những trò chơi cùng mọi người. Cũng vì ham chơi quá mà Sugo quên luôn vụ thăm dò nhưng cũng nhận ra được một thông tin thú vị. Cậu ấy nhớ lại trên điện thoại của mây có móc khóa con gấu mèo và Rinka lại phản ứng khi cậu ấy định mua nó. Chính vì vậy cậu ấy đã nghĩ ra một cách để vạch mặt cô ấy, mượn điện thoại từ con Oe rồi đeo thêm cái móc khóa kia vào hẹn Rinka ra phòng phát thanh gặp mặt. Cậu ấy bắt đầu giải thích sự việc cô ấy đã làm ngày hôm đó dùng cái điện thoại này giả giọng đóng giả em gái mình. Ban đầu thì nhỏ cũng cãi nhưng trong lời đó có sự mâu thuẫn khi Rinka lại biết về cái điện thoại của mây. Chính vì vậy nhỏ chắc hẳn là hung thủ đành thừa nhận đúng là mình đã nói vào loa phát thanh hôm đó. Kể lại vụ việc trước đó chủ tập đoàn lớn đã có đề nghị với cô ấy về việc tin đồn Sugo có em gái là con ngoài giã thú của cha cậu. Ông ta muốn chiếm lợi thế khi có thông tin này trong bản hợp đồng sắp tới với siêu tập đoàn Mikadono, biết ông ta đang đe dọa đến cơ ngơi của nhà mình Sugo rất lo lắng. Và cũng vì thế mà Rinka đã dùng danh nghĩa em gái cậu ấy cảnh báo cũng như nhắc nhở khéo lão ta về việc đó nếu không muốn mình tiết lộ việc làm này. Ngoài ra nhỏ cũng đã có hôn ước với con trai ông ta do bố mẹ mình quyết định thành ra mới dùng hạ sách như vậy. Câu nói hãy cẩn thận với người xung quanh chính là ám chỉ đừng qua lại với lão già đó, cho cậu vào ban kỷ luật cũng là để rèn luyện những phương án ứng xử tránh bị lợi dụng. Cậu ấy rất biết ơn cô em này hỏi về việc hủy hôn thì sao nhưng đâu thể được. Gia đình mình đã sắp đặt phải cưới một gia tộc lớn mạnh, biết vậy cậu ấy cũng ngỏ lời muốn Rinka trở thành bạn gái của mình như vậy sẽ hủy được hôn. Nhỏ rất biết ơn và cũng rất thích đàn anh nữa bảo Sugo nhắm mắt lại tính trao hết mọi thứ của mình cho cậu ấy thì đã bị một người khác trong hội thấy được chuyên án lần này đến đây cũng kết thúc sugo cũng rời khỏi ban kỷ luật trở về cuộc sống bình thường nhưng đã có thêm một bạn gái đến ngày hôm sau nhỏ cũng đến ăn mừng khi gia đình mình biết con gái đang yêu tập đoàn đứng đầu nước đã cho phép hủy hôn miabi với con Oe đã có thêm một tình địch đáng gờm nữa cần phải tranh chấp vài ngày sau ở phòng bên nhà sugo đã có một nhỏ chuyển tới ở lập tức đến làm quen họ cũng đã từng gặp nhau trong buổi họp lần trước và rina cũng đã quyết định chuyển về đây học sau khi thấy ngôi trường này rất tốt bất ngờ hơn là nhỏ cũng gọi cậu ấy là anh trai nhận mình chính là em gái của cậu vào trong giải thích thì nhỏ bảo theo danh nghĩa mình là em con chú họ trong gia tộc về mặt chính thống thì không ai biết mình thực sự là em gái của sugo cả ngoài ra họ cũng đã từng gặp nhau hồi bé nữa nhưng vì tai nạn cậu ấy không nhớ được trước đó khi mẹ nhỏ mất bố họ đã giao lại cô ấy cho người bố hiện tại chăm sóc mẹ cậu ấy cũng không biết sự thật này chỉ nghĩ rina là một người họ hàng xa và nếu như bà biết được mình là con ngoài giã thú của chồng sẽ không vui đâu. Đang nói giờ câu chuyện thì thấy một sợi tóc màu đen khiến Rina tò mò hỏi xem thứ này của ai. Ngoài ra trong mùi của chân gối cũng ám mùi phụ nữ khiến nhỏ không vui khi anh trai lại dẫn gái về nhà ngủ. Cậu ấy thì không nói về chuyện ba người phụ nữ đã ngủ ở đây. Rina là một người em không mong gì hơn anh trai có một tình yêu trong sáng. Muốn anh trai hẹn hò với người mình thực sự yêu bằng cả trái tim. Vậy ra cô em gái này cũng rất tốt đó chứ khiến Sugo cảm động nắm tay Rina khiến nhỏ ngại ngùng đúng lúc mẹ gọi tới thông báo sắp có buổi tiệc của tập đoàn cần cậu ấy tham dự với danh nghĩa chủ tịch trong tương lai ngoài ra cũng phải dẫn theo một cô gái để ra mắt nữa vì đây là nhiệm vụ ban đầu bà giao mà lại hôm sau đến trường thì thấy mây cùng kurumi mặc đồ bơi kết hợp làm em gái cho quán cà phê hai cô bạn gái cũng đang cãi nhau về buổi to buổi nhỏ nữa đành phải đến giải quyết đúng lúc hội học sinh đưa rina đi tham quan khiến mấy cô gái ngạc nhiên khi họ quen nhau từ trước nhỏ thì cũng giới thiệu lại rằng mình chính là em gái của anh ấy nên cả đám cũng rủ nhau ra một phòng kín giải thích tất nhiên những người trong cuộc sẽ không tiết lộ việc này cho ai khác về mặt công khai họ đơn thuần là họ hàng xa như đã nói còn thực tế có chung một dòng máu mấy người thì vẫn chưa có tin yêu cầu rina chứng minh thì nhỏ không biết phải làm sao con oe nhắc lại vụ dna nếu xét nghiệm lại thì sẽ biết ngay họ có phải là anh em ruột hay không rina thì đồng ý có thể lấy mẫu xét nghiệm bất cứ lúc nào khiến mọi người an tâm thấy năm cô gái ở đây đều rất thân thiết với anh mình rina cũng cho biết về một trong số họ sẽ tham gia buổi tiệc sắp tới Nhận ra đây là cơ hội để ra mắt chính thức với họ nhà trai, Rinka đã chủ động ngỏ ý mình sẽ là người đó. Tất cả bắt đầu kể ra những sự tích giữa mình với cậu ấy, kéo theo đó là Mana cũng muốn được tham dự. Tối đó cậu ấy lại gọi cho chị Siri để nhờ lấy cho một bộ xét nghiệm mới và cho biết thông tin về Rina, cả hai sẽ giữ bí mật này với mẹ cậu tránh để bà lo lắng. Hôm sau Konoe đã chủ động đến làm đồ ăn cho người mình yêu khiến Sugo hài lòng. Ngoài ra cũng nằm lên giường nói đây là món trắng miệng khiến cậu ấy bó tay, còn nũng nịu không chịu đi ra trừ khi được cậu ấy đánh chén. Hết cách thanh niên cũng giữ chân nhỏ lại để cù khiến con Noe sướng run người kinh động đến cả Rina ở phòng bên. Không biết họ đang đóng gạch hay gì nữa, nghe mấy âm thanh sống động chân thực đó thì Rina cũng tức đấm vào tường một phát thì hai người kia mới dừng lại. Trên đường về họ cũng nhận ra chuyện này đã khiến Rina giận rồi nhưng không sao sẽ quên ngay thôi. Nhỏ cũng hỏi thử người mình yêu thực sự không muốn ăn à dù một chút tỏ ý muốn được hôn. Sugo cũng thích chuẩn bị hôn thì lại thấy bóng dáng ai đó chính là Miyabi. Cô ấy cũng buồn trốn đi không để họ gián đoạn công việc nhưng vẫn chưa có hôn được. Sau khi trở lại cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm từ chị Seri rằng Rina thực sự là em gái mình. Sau khi xác nhận việc này hai anh em lại thân hơn nói về việc tham dự buổi tiệc sẽ chọn cô ấy. Với những người khác cũng sẽ được mời nên không cần lo. Thế là đến ngày hôm đó hai anh em họ cũng đứng ra chào đón những vị khách mời chính là mấy cô gái lần trước đòi tham dự. Miyabi thì rất xinh xắn nhưng vẫn giận vụ hôn hôm trước nên khi vào trong nhỏ đã đứng một mình không đứng gần Sugo. Trong buổi tiệc này có rất nhiều nổi tiếng trên các lĩnh vực khác nhau còn dặn mây đừng ăn cắp hết công thức món ăn ở đây mang về quán mình đấy. Cô ấy thì lại cho biết về Miyabi đang có chuyện gì đó từ lúc đến đây đã rất buồn rồi, đang đi tìm thì được Ikusu giữ lại hòng nghe được thông tin từ chị Siri. Hóa ra cô ta đang cùng một người khác âm mưu tạo phản dựng scandal em gái với Sugo. Mục đích thực sự chính là làm cho cậu ấy không thể trở thành chủ tịch được nữa. Hiện tại họ không thể thông báo chuyện này cho mẹ được vì bà ấy rất tin tưởng Siri, tất nhiên cũng không có bằng chứng chứng minh điều này nữa. Người mẹ này thì vô cùng tài giỏi biết thừa trong công ty có kẻ thù nên không phải lo mẹ sẽ bị suy sụp đâu. Việc họ cần làm chính là hành động vạch trần bộ mặt của cô thư ký kia. Lúc này Rina cũng đã tìm được Miyabi rồi thì lại được cậu ấy hẹn gặp để nói chuyện riêng. Hai anh em cũng nói về vụ này thì Rina nghĩ lá thư hồi trước của cha gửi cho mình đã nằm trong tay những kẻ kia. Sau khi có được kết quả DNA chứng minh họ là máu mủ seri cùng kẻ kia đã lập kế hoạch này để vạch mặt trong ngày hôm nay. Rina không quan tâm đến việc người khác làm gì mình hay mình sẽ bị làm sao chỉ mong anh mình mạnh mẽ đối mặt với kẻ địch vượt qua khó khăn này nếu cậu ấy chứng minh được mình có thể đảm đương công việc đồng thời có một người phụ nữ để dựa vào sẽ loại bỏ được nghi ngờ ngoài ra cũng cho biết về vụ miabi đang rất buồn mặc dù không nói ra nhỏ em cũng biết được rằng miabi yêu anh mình không thua kém bất cứ ai thế là cậu cũng vào trong nói chuyện lại với cô ấy thì thấy nhỏ đang say hết cách đành thuê một phòng để cổ nghỉ ngơi được một lúc sau khi tỉnh lại miabi cũng đi tắm rồi tiếp cận sugo nói lời yêu thương thực sự cô ấy muốn được yêu giải quyết xong thanh niên cũng tiễn bốn cô bạn ra về trước khiến mẹ tức giận bà trách con không tiếp khách đàng hoàng phụ lòng Siri đã mời tận năm người họ đến sugo nghe vậy lại hiểu ra vấn đề gì đó còn rina lại biến mất tăm thế là vài ngày sau cậu ấy cũng đưa miyabi đi hẹn hò để khiến nhỏ bớt buồn bã sau vụ hôm trước cuối ngày còn được nhỏ hôn một cái nói lời tỏ tình thì bị sugo từ chối cảnh này đã được rina nhìn thấy nhưng trong lòng của sugo cũng đã nhìn thấy hết rồi vào trong phòng cậu tra hỏi nhỏ này âm mưu ghép cặp mình với miyabi đúng không Hóa ra Rina cũng là một bọn với đám kia để đẩy thuyền cho anh em ruột là cậu ấy cùng Miyabi, vì tạo ra một scandal lớn gây chấn động thì phải để hai anh em ruột yêu nhau. Cậu ấy đã nhận ra tất cả rồi đồng thời Ikusu cũng xuất hiện sau những ngày điều tra đã biết được danh tính thực của Rina. Cô ta là một diễn viên nổi tiếng 10 năm trước, cô ta bị lật tẩy cũng thừa nhận chế giễu họ khi đã không nhận ra sớm hơn khiến Sugo tức điên. Hôm sau đến trường thì nghe tin Miyabi tí thì chết đuối cậu ấy cũng nói với mây mình đã sẵn sàng bảo vệ em gái rồi khiến cô ấy nhận ra người này đã đủ tự tin đương đầu với sóng gió hai anh em sau đó cũng nói chuyện đàng hoàng làm miabi ngạc nhiên khi anh ấy đã biết tất cả miabi kể lại mọi việc cũng như chuyện mình muốn yêu anh trai nên không vạch mặt rina lúc đó chuyện này đúng là vớ vẩn mà và bản thân miabi cũng đã quá ngây thơ khi giao lại chứng cứ cho kẻ thù của họ để bảo vệ lý tưởng cưới anh trai của mình đúng là ngốc quá mà sugo cũng không trách muốn được nhận lại người em này một cách chính đáng hơn cả tình yêu họ sẽ có một thứ tình cảm chỉ anh em ruột có được tuy là đối thủ vẫn chưa có hành động nhưng chàng trai này đã đủ dũng khí đón nhận tất cả rồi và bộ anime này đến đây cũng kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay đừng ngại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hơn nhé giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở phần phim tiếp theo